là liên doanh của tập đoàn GS Shop uy tín hàng đầu tại Hàn Quốc. Vì GS Shop truyền hình trực tiếp mỗi ngày với nhiều sản phẩm hấp dẫn. Vì GS Shop phủ sóng và vận chuyển toàn quốc. Vì GS Shop mong muốn đem lại sự tiện nghi cho khách hàng và tự hào là sự lựa chọn đầu tiên của hơn 1.500.000 gia đình khắp 63 tỉnh thành cả nước. Nào, cùng mua sắm với Vì GS Shop nhé! Trên truyền hình không chỉ là xem và tưởng tượng nữa. Đón xem khung giờ trực tiếp từ thứ ba đến thứ sáu hàng tuần trên VZShop. Chỉ duy nhất hai khung giờ đặc biệt mỗi ngày. Buổi sáng từ 11 giờ đến 12 giờ. Buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ. Cơ hội giao lưu, mua hàng trực tiếp, nhận hàng tận tay. Sản phẩm chính hãng đến từ các thương hiệu uy tín với những ưu đãi chỉ có trong giờ trực tiếp. Tất cả chỉ có trong chương trình mua sắm được truyền hình trực tiếp trên VZShop. Minh Ngọc và Ngọc Vy xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin được gửi lời chúc mừng đến tất cả quý vị vì đang theo dõi một chương trình đặc biệt của VGS Shop. Hôm nay quý vị nhớ nha, bất cứ thời gian nào đang theo dõi chương trình này, đừng quên rằng chúng ta phải lưu ý con số. Hôm nay chỉ có 450 bộ, đó là gì ạ? Bao gồm ví và da thật 100% đến từ thương hiệu nổi tiếng của Laka. Điều quan trọng nằm ở mức giá ngày hôm nay, đúng không Ngọc Vy? Đúng, chính xác. Đây, trên tay Ngọc Vy, quý vị hãy nhìn lại một lần nữa bộ sản phẩm mà hôm nay chúng tôi xả hàng tồn kho của thương hiệu Laka là gì nha. Thứ nhất là chúng ta sẽ có 3 bộ ví và thắt lưng. Tổng cộng chúng ta có 6 món, 3 ví và 3 thắt lưng như vậy. Mà quý vị đoán là mức giá nó sẽ bao nhiêu ạ? Trước đây chúng ta sẽ mua là khoảng 4-500 cho chỉ khoảng một bộ, hoặc là cùng lắm là tặng thêm một bộ nữa. Đúng. Nhưng rồi, hôm nay 499.000 đồng mà 3 bộ này sẽ thuộc về quý vị luôn. Wow. Tức là 499.000 đồng 2 bộ, chúng tôi tặng thêm một bộ nữa. Và đảm bảo rằng da thật 100%. Đây phải nói là một cái chương trình giả hàng mà mức giá hấp dẫn nhất từ trước tới nay ở trên VGS Shop với thương hiệu Laka. Sản phẩm cực kỳ chất lượng, là da thật 100%. Nhưng mà tính ra thành ra mỗi món là một ví hoặc một thắt lưng này chỉ có 83.000 đồng thôi. Quý vị có tin được hay không ạ? Và bắt đầu từ bây giờ là chúng tôi đã nhận cuộc gọi của quý vị rồi, bởi vì thương hiệu Laka, sản phẩm Laka da thật 100% đã quá quen thuộc rồi. Và mặc dù là sản phẩm xả hàng nhưng cũng rất là chất lượng. Hãy xem những chứng nhận ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa tới quý vị là gì đây. Chính xác thưa quý vị, mặc dù là chương trình xả hàng mua ngày hôm nay giống như là chúng tôi tặng không cho quý vị những sản phẩm chất lượng vậy đó, nhưng mà đảm bảo luôn cùng với tất cả quý vị, trường cho thấy là kết quả thử nghiệm ở đây hoàn toàn là da thật nè quý vị, thấy không? Trước và sau khi giám định nè, và vật liệu bao phủ bên ngoài của bộ sản phẩm thắt lưng và ví da là da bò thật 100%. Đúng. Có dấu mộc đầy đủ của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó chúng tôi còn có thêm một chương trình để giúp quý vị an tâm hơn trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Đó là cam kết bồi hoàn chính hãng, có nghĩa là chúng tôi sẽ hoàn tiền tới 20 triệu đồng nếu mà quý vị phát hiện sản phẩm hôm nay nha là sản phẩm hàng giả, sai với tất cả thông tin mà chúng tôi đang chia sẻ. Quý vị lưu ý nha, hôm nay là chúng tôi sẽ bồi hoàn đến là 20 triệu đồng nếu mà quý vị phát hiện sản phẩm không đúng như cam kết từ chương trình hôm nay. Đúng. Mặc dù là chương trình xả hàng nhưng mà sản phẩm vẫn là sản phẩm chất lượng nhất. Quý vị thân mến, ngay bây giờ nha, Ngọc thông báo cùng với tất cả quý vị là hôm nay Ngọc sẽ giúp cho tất cả quý vị nè, mình sẽ nhanh chóng cập nhật được đơn hàng ngay lúc này là bao nhiêu rồi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ xin được gửi lời chúc mừng đến những khách hàng đầu tiên của chúng ta. Mới có vài phút trôi qua thôi mà đã 10 đơn hàng rồi. 10 đơn hàng. 10 đơn hàng rồi, có nghĩa là ngay bây giờ không còn nhiều nữa. Chúng ta chỉ còn có khoảng là 440 bộ nữa mà thôi. Vài phút trôi qua đầu tiên rồi. Quý vị thân mến, tranh thủ thời gian này mình nhắn tin gọi điện về tổng đài của VGS Shop. Đừng quên mức giá ngày hôm nay là 499.000 đồng cho trọn một bộ gồm có 3 bộ nè. Mình có là 3 dây thắt lưng rồi thêm 3 ví da nữa. Với màu sắc thì chúng tôi đem đến cho quý vị là thời trang xu hướng hiện nay. Và quan trọng là gì? Giao về tận nhà cho tất cả quý vị, đảm bảo luôn sẽ có vân cá sấu và vân đà điểu. Đúng giúp rồi. Mình thay đổi thời trang một cách nhanh chóng, còn không thì cứ mua về. Ngày hôm nay là hàng chất mà, đúng không ạ? Mua về cất xài lâu, đúng không Vy? Đúng rồi, xả hàng mà rất là chất. Lý do tại sao chúng tôi nói là một bộ sản phẩm phải dùng được rất lâu, bởi vì đây là da bò
thật 100%, đã có giấy chứng nhận của cơ quan chức năng rồi và chúng tôi cũng sẵn sàng bồi thường 20 triệu đồng nếu như quý vị mang về và phát hiện đây không phải là da bò thật. Nhưng không phải là da bò trơn nha, toàn bộ sản phẩm này đều dập vân, có thể là vân da rắn hoặc là da đà điểu. Thì trong bộ sản phẩm có 3, tức là 3 ví và 3 thắt lưng nữa, thì sẽ có 2 vân ở trong đó là vân đà điểu và vân da rắn nữa. Thực sự là rất là đẹp, rất là thời trang. Có vấn đề là đây là sản phẩm mà chúng tôi xả hàng tồn kho toàn bộ ở trong kho của thương hiệu Laka để mang về những sản phẩm mới. Thế nên là mới có cái mức giá là 499.000 đồng cho nguyên một bộ sản phẩm có 6 món bằng da thật. Phải nói thật là chương trình thường từ trước tới giờ bao nhiêu năm nay của thương hiệu Laka chưa bao giờ có một cái mức giá hấp dẫn cho bộ sản phẩm này như thế. Nếu như mà bây giờ quý vị băn khoăn là ôi mình làm gì với 3 bộ sản phẩm lận đây, thế nhưng mà mua có 499.000 đồng thì nó cũng bằng như là bộ sản phẩm trước. Đúng đây rồi, chúng ta mua rẻ luôn. Thế mà mình lại được 3 bộ, tức là 3 ví 3 thắt lưng, chia ra là có 83.000 đồng một ví hoặc một thắt lưng. Như rất vậy quý vị có nha. Bao giờ mua được cái mức giá là 83.000 đồng cho một món da thật không ạ? Không bao giờ. Thật sự là với bao cái giờ. Mức giá này á, thực ra là mình chi tiêu nó cực kỳ hợp lý, cực kỳ tiết kiệm luôn. Mà quý vị biết không ạ, sản phẩm hôm nay là sản phẩm da thật 100%. Chúng tôi đã có rất nhiều những chương trình của Laka rồi, nhưng mà phải nói rằng là ngày hôm nay là cơ hội không bao giờ quý vị nên bỏ qua nha. Lý do nè, thứ nhất là chương trình này là chương trình vô cùng đặc biệt, xả hàng có một lần duy nhất mà thôi. Điều thứ hai quan trọng hơn là gì, 499.000 đồng ăn một buổi cơm cũng hết đúng không nào. Và ngay bây giờ thì thông báo cùng với tất cả quý vị, thêm một vài phút trôi qua nữa là có 20 đơn hàng rồi. Phải thông báo cùng với tất cả quý vị là ngay bây giờ rất là bất ngờ nha, 20 đơn hàng đã trôi qua rồi. Mình phải tranh thủ thời gian này quý vị nha. Hôm nay chỉ có là 450 bộ mà thôi, mà bây giờ chỉ có là 20 đơn hàng đầu tiên, trong vài phút trôi qua đã có 20 đơn hàng rồi. Đúng rồi. Quý vị tranh thủ thời gian nha. Mình có thể làm cách nào để có thể là sở hữu hàng nhanh nhất ngày hôm nay ha Ngọc Phi? Rất là nhanh, rất là dễ, nên chính vì vậy mới nhiều người sở hữu trong khoảng thời gian đúng có mấy rồi. Phút của chúng tôi như thế. Nào bây giờ cầm sẵn điện thoại trên tay, Ngọc Phi sẽ chỉ cho quý vị rất là nhanh. Một, gọi điện theo số tổng đài của chúng tôi đã quá quen thuộc rồi. Hai là mình nhắn tin theo cái cú pháp mà đã hiển thị sẵn ở trên màn hình mà chúng tôi hiển thị xuyên suốt trong chương trình này, gửi về tổng đài 8183. Sau khi mà gửi tin nhắn rồi, coi như là một cái là quý vị chắc chắn luôn, chúng ta sẽ giữ được một đơn hàng. Kết thúc chương trình khoảng 10 tới 15 phút chúng tôi sẽ gọi lại cho những cái tin nhắn đó. Và đương nhiên tại VJ Shop thì luôn luôn giao hàng tận nơi. Và hãy nhớ khi mà chúng tôi mang đến rồi, quý vị dở ra quý vị kiểm nha. Nguyên một bộ sản phẩm mình sẽ có 6 món là 3 cái ví và 3 cái thắt lưng da thật 100% của thương hiệu Laka, kèm thêm 3 cái giấy bảo hành nữa, thì chúng ta sẽ gửi tiền cho VJ Shop. Đó là những cái ưu đãi mà chúng tôi mang tới, đặc biệt là trong chương trình xả hàng chất cất xài lâu trong cái chương trình của thương hiệu Laka trên VJ Shop này. Quá tuyệt vời quý vị ơi, ngay bây giờ Ngọc thông báo một lần nữa cùng với tất cả quý vị đã chuẩn bị trôi qua 10 phút đầu tiên của chương trình trực tiếp ngày hôm nay rồi, và mức giá 499.000 đồng dành cho trọn một bộ. Trọn bộ hôm nay gồm cái gì nào? 3 dây thắt lưng nè, vân cá sấu, vân đà điểu đem đến tận nhà tới tất cả quý vị. Thêm nữa là gì? 3 chiếc ví da này. Ngọc nói thật nha, mua về xài không hết, đem làm quà tặng cũng giá trị được nữa. Rồi. Bởi vì cơ hội này chỉ có quá một lần duy nhất mà thôi. 499.000 đồng ngày hôm nay. Ngọc nói thật nha, mình chi phí mình cho những cái buổi ăn uống nè, rồi tiệc tùng cũng hết mà đúng không nào. Nhưng mà việc mình sở hữu những sản phẩm da thật như thế này á, trong một thời gian dài yên tâm luôn, chất lượng vẫn được đảm bảo nha. Giấy bảo hành theo thông tin đầy đủ nè, và quan trọng là chúng tôi có chương trình bồi thường đến là 20 triệu đồng nếu quý vị sở hữu những cái sản phẩm mà chúng tôi đem đến tận nhà không phải là sản phẩm da thật. Cứ yên tâm gọi lại ngay với tổng đài của VJ Shop, bởi vì ngày hôm nay chúng tôi đã có chương trình bồi hoàn 20 triệu đồng mà đúng không nào. Ngay bây giờ cầm ngay điện thoại của mình lên đi ạ. Trong buổi trưa đầu tuần ngày hôm nay thì Ngọc nghĩ rằng là quý vị có thể là nhanh chóng dùng ngay điện thoại của mình vừa ăn cơm vừa xem tivi, và mình nhắn tin về tổng đài của VJ Shop cũng được. Còn không, tranh thủ những phút đầu tiên của chương trình, mình gọi ngay về tổng đài của chúng tôi cũng như là truy cập ngay vào website của VJ Shop để có thể sở hữu ngay trọn một bộ ví da và thắt lưng từ thương hiệu Laka với mức giá cực kỳ tuyệt vời. Bao nhiêu nào? 499.000 đồng. Hai bộ được tặng thêm một bộ nữa là tổng cộng 6 món. Thế nhưng mà đây là chương trình xả hàng chất cất xài lâu mà quý vị, nên là về cái thời trang thì rất là đẹp rồi. Vân là da rắn hoặc là vân đà điểu thì trong bộ sản phẩm này chúng tôi sẽ giao luôn 3 ví và 3 thắt lưng xoay quanh 3 màu sắc, đó là màu nâu nhạt này, màu nâu đậm và màu đen nữa. Thì mang về với những cái màu sắc này là nam giới không bao giờ thừa cả. Quý vị có thể đặt câu hỏi là ôi tôi làm gì được với cái 3 bộ này, thì mình hoàn toàn có thể mang tặng. Ví dụ như là chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình này, mình mua 3 bộ luôn đúng không ạ? Mình mua một bộ này là có 3 ví và 3 thắt lưng thì mình sẽ tặng cho chồng này, cho bố chồng và cho bố của mình nữa. Chính vì thế mà trong chương trình này chúng tôi là một combo sản phẩm có 3 bộ gồm có 3 thắt lưng và 3 ví da thật của thương hiệu Laka.
Thế nên là mới gọi là xả hàng chất là quý vị đó. Xả hàng mà cũng bằng da thật. Tính ra mức giá 499.000 đồng như là Minh Ngọc hay là rất nhiều các quý đúng ông rồi. Mà mua ở ngoài á, mình có khi là chỉ mua được một bộ, thậm chí là một cái ví không chính bằng xác, da thật đã mấy trăm ngàn đồng và thêm một cái thắt lưng nữa. Nhưng mà hôm nay thì mình mua nguyên được là 3 bộ. Đây, một combo sản phẩm của chúng ta sẽ có 3 ví và 3 thắt lưng quý vị xem luôn. Chưa bao giờ có một cái mức giá này ở trên VJ Shop. 2 bộ là sản phẩm chính và mình nhận thêm quà tặng nữa là nôm na một combo là mình sẽ có 3 bộ sản phẩm. Mà cả 3 bộ này á thì chất lượng đều như nhau. Dù là đây là quà tặng nhưng chất lượng cũng y chang hai bộ sản phẩm chính này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì của thương hiệu Laka và bởi vì bằng da bò thật 100% nên là cái đường nét của nó dù là vân da rắn hay là vân da đà điểu thì nó dập vân cũng rất là đẹp, rất là nét. Khi mà giao hàng á thì chúng